Vâng, xin chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh Sạch Đồ Xịn. Quý anh chị thân mến, có nhiều bác là vẫn hay nhắn tin rằng là cho tao cái áo có 3 cái mũi tên đi xuống. Thì nói chung là các bác đang cố gắng để giải thích rằng là đó là một chiếc áo nó giống như kiểu logo thế này. Đây, nó giống như kiểu logo thế này. Thì giới thiệu với mọi người thì đây là logo của thương hiệu Dexente. Đây là một trong những cái thương hiệu lâu đời tại Nhật Bản, được thành lập vào năm 1935. Và nói đến thương hiệu này thì ban đầu tiên xuất phát điểm của họ đó là đây là một trong những cái cửa hàng họ bán lẻ quần áo nam. Và sau đó thì vài năm thì họ chuyển qua một cái ngành, đó là họ chuyên bán đồ và phụ kiện cho trượt tuyết. Đấy cũng là một điều lý giải tại sao mà những cái chiếc áo phao của Dexente lúc nào cũng rất là ấm và đắt đỏ. Nói thêm một chút nữa, cái điều thành công nhất của thương hiệu Dexente này chắc phải kể đến năm 2002, khi mà Dexente là một trong những cái đơn vị cung cấp quần áo cho Thế vận hội mùa đông. Và chúng ta sẽ, trong clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến những sản phẩm của thương hiệu Dexente với mức giá đó là 150k trên một sản phẩm bất kỳ, đã bao gồm phí ship, và 100k khi mà mua từ hai sản phẩm trở lên, và tất cả đều được free ship hết. Quý anh chị chúng ta mua hàng vui lòng liên hệ với Sành Đồ Xịn qua Zalo hoặc số điện thoại đã được ghi trên màn hình, đó là 0337707398 nhé. Thời gian làm việc tại Sành Đồ Xịn là từ 8 giờ sáng cho 12 giờ trưa và từ 2 giờ chiều cho đến độ 21 giờ hoặc là 23 giờ tối tùy theo từng ngày. Quý anh chị nào muốn đặt hàng thì vui lòng liên hệ lại với số Zalo Sành Đồ Xịn đã ghi ở trên nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu vào clip luôn. Sản phẩm đầu tiên của chúng ta thì sẽ đến với mã G32 của anh chị nhé. Chúng ta xem qua cái tag mã G32. Đây là một chiếc quần chuẩn chính hãng của thương hiệu Dexente. Đây, con này thì rất là đơn giản thôi. Với chiếc này chúng ta sẽ có những bác nào bình thường mặc dưới size 32 có thể mặc ok cái này nhé. Bụng con này sẽ bình thường là sẽ từ 58 cho đến khoảng 82 và chiều dài là 49, ống sẽ là 26. Con này thì bác nào dưới 70kg, 60 cho 70kg có thể mặc đẹp và mặc ok. Con này mọi người nhìn qua thì rất là mới đúng không ạ? Rất là mới. Và logo này là logo thêu quý bác quý anh chị nhé. Logo thêu. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc áo ba lỗ có số 17 đằng sau của thương hiệu Dexente. Đây, nó sẽ kiểu như vậy. Và mặt đằng trước đây ạ. Mặt đằng trước thì nó sẽ có như thế này. Đó. Với sản phẩm này thì đây cũng là một trong những sản phẩm mà toàn bộ những cái hình ở trên này hay chữ chè đều là hình thêu hết. Và logo Dexente ở trên này cam kết chuẩn chính hãng cho quý anh chị nhé. Đây là mã G33. Xin nhắc lại, đây là mã G33 với chiếc áo này có chiều dài 69, ngang là 43. Con này khoảng 65kg có thể mặc đẹp và mặc ok. Con này nên mặc bỏ, 65kg sẽ mặc đẹp và mặc ok. Sản phẩm tiếp theo chúng ta cũng đến với một cái sản phẩm áo ba lỗ của thương hiệu Dexente. Con này thì vải nó sẽ là cái kiểu vải chất để cho mọi người đi tập đây. Logo này hay là hình này là hình in nhá và không bị bong chóc trong cái trường hợp mà anh chị giặt máy. Đây là mặt đằng sau nhá, con này cũng đơn giản dễ hiểu thôi. Và với chiếc này chúng ta sẽ có mã G34 với chiều dài chiếc này là chiều dài chiếc này sẽ là 69, tả tính chiều dài dài nhất là 64 nhá. Ở trên này sẽ là 59 và bề ngang chiếc này là 47, 65kg anh chị sẽ có thể mặc đẹp và mặc ok sản phẩm này cho em Sành Đồ Xịn nhé. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc áo của Dexente. Con này thì thuộc cái nhánh là kiểu Atlantic Original Mover Sport này. Với sản phẩm này thì chúng ta sẽ có cái dòng chất thể thao. Dòng chất thể thao với cái chất vải nó giống như thế này này anh chị này. Đó. Nhiều cái khó giải thích thì chúng ta cứ nhìn vào là chúng ta sẽ biết. Đây là mặt đằng sau nó sẽ trơn, mặt đằng trước nó sẽ có một đoạn dòng chữ ở đây và logo ở bên này. Và những cái này thì họ in thì đều là in cao su hết anh chị nhá. Đều là mấy cái này đều cao su hết. Trên cái cúc này thì sẽ có cái dòng chữ là Dexente. Với sản phẩm này chúng ta sẽ có mã G35. Con này sẽ là một chiếc áo size M, chiều dài tà trước là 68, tà sau này sẽ là 71 anh chị nhé. Bề ngang 50 và vai là 40.
Con này thì khuyến khích cho anh chị là khoảng 65kg mặc ok. Anh chị có thắc mắc rằng là tại sao con vai của nó có 40 thôi? Tại vì cái dòng này là cái dòng họ thích kiểu thiết kế để mặc body, nên là khoảng 65kg anh chị sẽ mặc vừa. Gần như là vai nào cũng tầm khoảng 65kg là cũng sẽ mặc vừa cái kiểu này. Mặc tương đối ôm vào thì con đấy sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta cũng có một con hàng của Decente đây. Hiện tại những cái món hàng mới của thương hiệu Decente thì nó sẽ có giá dao động vào tầm khoảng là 700.000 cho đến khoảng 1.4-1.5 với những cái sản phẩm polo cũng như là short cũng như là một vài những cái mặt hàng nó thường ngày. Còn với ví dụ như là giày hoặc là ví dụ như là đồ trượt tuyết hay là áo phao hoặc là áo jacket của Decente thì nó sẽ có mức giá cao hơn trên đấy nhá. Anh chị có thể tham khảo tại Decente Việt Nam. Với sản phẩm này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên đó là cái chất này sẽ là cái chất thể thao anh chị nhé. Con này thì rất là mới luôn. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã G36 với chiếc áo này, với chiếc áo size M, chiều dài 63, ngang 51, 65kg mặc vừa anh chị ạ. 65kg mặc vừa cho em sạch 65kg, con này rất là mới đúng không ạ. Đây là mã G36 anh chị nhé. Mã G36. Sản phẩm tiếp theo thì cũng có một cái sản phẩm khác của thương hiệu Decente này nữa. Con này thì cũng giống y như con kia thôi. Cũng giống y như con kia. Và đặc biệt đó là những cái sản phẩm này nó rất là mới. Đây, với sản phẩm này chúng ta sẽ có mã G37. Quý anh chị nào bình thường mà chúng ta con này rơi vào tầm size L khoảng 70kg, quanh 70kg thì sẽ mặc đẹp, mặc ok nhé. Bụng con này sẽ từ 64, bình thường để này nhé, kéo giãn là tuyệt đối thì nó lên được khoảng 90. Chiều dài chiếc này sẽ là 49, ống sẽ là 25 nhé. Có cả phần dây chun rút cho anh chị này, túi quần, túi kia các thứ rất là đầy đủ luôn. Đó, túi quần nó sẽ có hai cái mặt kiểu như vậy. Và với anh chị nào chúng ta khoảng 70kg có thể mặc ok sản phẩm này nhé. Hôm nay thì chúng ta để mức giá cực kỳ đẹp, đó là 150k bao gồm phí ship và 100k khi mua từ 2 sản phẩm trở lên. Mong anh chị sẽ lựa được cho mình 1 đến 2 sản phẩm. Sản phẩm tiếp theo thì nói là sản phẩm tiếp theo nhưng thực ra là tất cả những cái con này Sành Đồ Xin mở được trong chung một kiện, nên là để chung ở đây để lên cho mọi người luôn. Đấy, nó tất cả những con áo này đều sẽ được thiết kế nó giống như thế này nhá, chỉ khác cái số thôi. Với sản phẩm đầu tiên thì chúng ta sẽ có Sành Đồ Xin sẽ nói rất kỹ về các sản phẩm đầu tiên, sau đó chúng ta sẽ lần lượt thôi. Với sản phẩm đầu tiên chúng ta sẽ thấy rằng là đây là một con phôi của Decente. Nó sẽ có hai cái vạt nó may ở hai bên tay áo nó như thế này này anh chị này. Đó, cả mặt bên này nữa. Và đây sẽ là cái phần logo thêu anh chị nhé, logo thêu. Và tất cả những cái chữ này anh chị này, nó không phải là in mà nó là cái chữ mà họ dùng cái vải này, gọi là cái gần như dùng cái vải bố và họ cắt ra xong rồi họ dán lên trên cái áo này. Đó, đấy là cái Sành Đồ Xin cảm nhận được chứ không phải là hình in hay là hình thêu đâu anh chị nhé. Chất con này thì đây là chất cốt tông 100%, thấm hút mồ hôi rất là tốt. Bình thường thì Decente nó sẽ luôn có một cái logo ở đằng sau nó kiểu như vậy. Anh chị để ý thì mấy con khác thì nó cũng sẽ có những cái logo nó dán gần như dán đằng sau đấy, nó giống kiểu như này anh chị này. Đó, thì con này nó thiết kế nó kiểu như vậy. Và với chiếc này chúng ta sẽ có số 5 ở đằng sau. Và tất cả những sản phẩm ở trong lô ngày hôm nay thì rất là mới luôn. Và tất cả đều là những chiếc áo size M hết, khoảng 65kg có thể mặc ok hết. Quanh 65kg có thể mặc ok hết nhá. Đây là mã G38 với chiếc áo này size M, chiều dài chiếc này sẽ là 65, bề ngang là 48, 65kg mặc đẹp, mặc ok, số 5. Sản phẩm tiếp theo cũng là một sản phẩm y như vậy nhưng mà nó màu đen. Sành Đồ Xin sẽ nói kỹ hơn về cái này. Cũng giống như con kia thì tất cả những cái ở mặt đằng trước này đều là chữ dán hết anh chị nhá, đều là chữ dán hết. Số 4 Decente. Và đây trên vai đây anh chị ơi, trên vai còn mặt đằng sau cũng là số 4. Họ chất liệu thì cũng là cái chất cốt tông thấm hút mồ hôi tốt. Và cái phần cổ áo này thì họ thiết kế cho chúng ta kiểu dạng rất là thể thao luôn anh chị. Với sản phẩm này thì còn rất là mới, độ mới cực kỳ ok. Đây là mã G39, cũng là size M, chiều dài 65, ngang 46. Con này thì 60-65kg, nói chung cứ quanh 65kg anh chị mặc đẹp cho em. 65 thì sẽ bao gồm là cả đoạn cuối đầu 6 luôn anh chị nhé.
Sản phẩm tiếp theo là mã G40, một chiếc áo size M nữa, chiều dài 66 ngang 46. Đây là mã G40 nhé, với số 5. Sản phẩm tiếp theo là GR7, số 7 anh chị ạ, Rondo số 7. Với chiếc này chúng ta sẽ có thiết kế nó rất là tương tự thôi. Đây là mã G41 size M, chiều dài 65 ngang 46. Cũng rất là đẹp luôn. Sản phẩm tiếp theo là số 9. Torres hoặc là của Ronaldo de Lima. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã G42 size M, chiều dài 65, bề ngang 49. Số 9. Sản phẩm tiếp theo là số 8. Số 8 Fenerbahce hoặc là Steven Guerra hoặc là Toni Kroos. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã G43 size M, chiều dài 65, bề ngang 50. Số 8 rất là đẹp. Sản phẩm tiếp theo số 1. Số 1 đây anh chị ơi, số 1 đây. Số 1 luôn ạ. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã G44 size M, 62 chiều dài 62 ngang 47. Số 1. Số 2 chúng ta sẽ có một chiếc nó như thế này, khác mỗi số 2. Số 2 với chiếc này chúng ta sẽ có mã G45 size M, chiều dài 64 ngang 47. Tiếp theo chúng ta sẽ có số 13 anh chị ơi, số 13. Một số nó có hai chữ số và gắn liền với rất nhiều những cái giai thoại khác nhau. Số 13. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã G46 size M, chiều dài chiếc này sẽ là 65 nhé, ngang là 48. Số 13 xong thì phải có số 12. Số 12 đây anh chị ơi. Số 12 của chúng ta sẽ là mã G47 size M, chiều dài 67 ngang 50. Số 12. Số 11 của chúng ta bao gồm Gareth Bale, bao gồm rất nhiều những cái tên kinh điển khác. Chúng ta sẽ có số 13. Chúng ta sẽ có số 11, xin lỗi, số 11. Với số 11 chúng ta sẽ có mã G46 size M, chiều dài là 67 ngang 49. G46 hay 48 anh chị nhé. Tiếp theo số 10 này anh chị ơi, số 10 đây. Số 10 chúng ta sẽ có mã G49 size M, chiều dài 64 ngang 48. Số 10. Đến với mấy con màu trắng này, chúng ta sẽ có số 3. Số 3 anh chị ơi. Số 3. Với số 3 chúng ta sẽ có mã G50 size M, chiều dài 63 ngang 47. Số 2 luôn anh chị ơi. Số 2 chúng ta sẽ có mã G51 size M, chiều dài 63 ngang 47. Số 2. Và số 10 màu trắng, chúng ta sẽ có mã G52 size M, chiều dài 66 ngang 49. Số 10. Số 6 chúng ta sẽ có mã G53 size M, chiều dài là 66 ngang 49. Số 6. Số 1 của bên trắng chúng ta sẽ có mã G54 size M, chiều dài 65 ngang là 47. Số 1 màu trắng cũng rất đẹp. Số 4 anh chị ơi, Sergio Ramos hoặc là F4, chúng ta sẽ có mã G55. Con này cũng là size M, chiều dài 64 ngang 46. Số 7 chúng ta bên trắng chúng ta sẽ có mã G56 size M, chiều dài 67 ngang 49 nhé. Số 7. Và chúng ta sẽ đến với số 14 màu đen, cũng là chiếc áo cuối cùng của clip ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có mã G57 size M, chiều dài 67 ngang 50. Vậy là chúng ta đã đi hết cái clip ngày hôm nay. Đây anh chị có thể thấy rằng là bên dưới này sẽ có tag chính hãng của thương hiệu Dexente, nó rất là dài, toàn chữ Nhật ở dưới này. Và đây cũng là chiếc áo cuối cùng trong clip của chúng ta ngày hôm nay. Anh chị nhớ rằng là mức giá chúng ta ngày hôm nay là 150k trên một sản phẩm bất kỳ. Mua từ 2 sản phẩm trở lên thì giá sẽ còn là 100k trên một sản phẩm. Tất cả sản phẩm nhà Sanxi đều free ship. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở Zalo 0337 707 39.